Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức cuộc thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính năm 2023. Tham gia có 635 thí sinh là công chức viên chức của các sở ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện, xã phường, thị trấn, được chia làm 3 đợt. Mỗi đợt trải qua 2 phần thi gồm thi lý thuyết với hình thức trắc nghiệm, nội dung tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính, các văn bản của bộ ngành trung ương và của thành phố Cần Thơ liên quan đến công tác cải cách hành chính, và phần 2 là thi tự luận viết về những tồn tại bất cập và đề xuất các giải pháp mới cũng như mô hình sáng kiến về cải cách hành chính. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ công chức viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính cũng như góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.